Everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare Geoduck clam cooking lotus root recipe. So now enjoy with me. Here Geoduck clam. Ui, lòng thơm lò món nè. Rụt vớt món. Mấy nè. Lòng vơi. Ôi, giờ tao vì bạc ngoặt sụp tao có. Mấy nè. Ôi, thơm lò. Oh my god, it's so big. Tao nấu món. Oh, chắc nó nhẹ lâu. Anh chắc chưa chắc lâu. Nên bị chập đám ruồi rồi về tết tinh nhở? Về tinh là ruồi sao bên này là lỡ mình nè chập đám ruồi tỉnh đòn ấy nâng ấy. Chạy bạc viết hiền vực là ok, the water is boiling. Lot of chicken. And now I start to cook your duck clam. Okay, I take it off. This is my pound. I'm going to put it on. Okay, now I start to slide it. Ôi, mình này sạch lòng xô sạch mà không dưới tớ sạch tạch xanh. Tình nóng chọc chọc. Then I chop garlic. Thank you.
clean it again. I use butter to clean it. Chop garlic. Chop dry chili pepper. Đây là ớt chiêu đặc khoang mít. Okay, now it's cooked. When the lotus is cooked, the lotus is cooked. Oh, it's good. Bao này sao mà lại dương cò sụt tà lại lại lo lo điện chậm nữa chụp chân anh ngủ bằng chân khỏi đấy lương không cho anh lực cung mặc lộ mặc ham on à bao nhiêu gram hả?
Vì tận tay cái cha một kia một lồ. Rái lồ mày đi nhá. Rái cho ôn phay khẻ mà cho thì mình phay mà. Tay ba nó sống thông ấy. Có là đi phi khác. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare fresh shrimp cooking seaweed recipe. So now enjoy with me. Here fresh shrimp, yes, it's so big. Okay, now I start to prepare it for cooking. Then I start to prepare vegetable, onion. Clean it again. Then I start to chop garlic. Add fresh shrimp. Chili sauce. Chili sauce. Sugar. Chicken powder. Oyster sauce. Young green pepper.
And here's seaweed. Clean it. Then I add some wheat. The last I add green onion. To test it, so let's have it with me. Mà nè, kia lần lo mà hai lần chung rồi. Sạch lần này nữa. Bắt lòng mặt ấy. Tao mà nhìn là thành hớm nhà kia mình đi trên mặt lộ đấy. Thank you.
Everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare salt fish frying eating with salt food sauce recipe. So now let's enjoy with me. I start to clean salt fish. Lần lộ món này chiên chăng nha. Thank you.
chen powder, sugar, salt, garlic, and chili. Make it. It finished. Thanks for watching. See you in the next recipe. Bye bye.